Hợp đồng xe lửa đưa Nam Phi lên đúng đường ray. Tuổi trung bình của một chiếc xe lửa ở Nam Phi là 32 tuổi. Tuy nhiên, nền kinh tế của đất nước phụ thuộc vào những chiếc xe lửa này để xuất khẩu hàng hóa. 2 năm trước, chính phủ đã công bố một thỏa thuận 28 tỷ Mỹ Kim để cải thiện đường sắt, hải cảng và đường ống dẫn. Một hợp đồng mới gần 5 tỷ Mỹ Kim cho 1.064 chiếc xe lửa mới là một phần trong thỏa thuận này. Giám đốc điều hành của công ty đường sắt nhà nước Transnet, ông Brian Molefe, nói các xe lửa sẽ cho phép Nam Phi cắt giảm chi phí kinh doanh. Những đầu máy xe lửa hiện đại và thân thiện với môi trường hơn sẽ giúp tiết kiệm dầu diesel và điện, sẽ cho phép các dịch vụ hậu cần vận chuyển của quốc gia có hiệu quả hơn. Tập đoàn Bombardier và GE sẽ chia sẻ công việc với hai nhà sản xuất xe lửa hàng đầu của Trung Quốc là CSR và CNR. Và Nam Phi hy vọng sẽ có thể trở nên tự túc. Ông Molefe nói, Nam Phi hy vọng với thỏa thuận này sẽ có thể thiết lập một cơ sở trong nước mà họ có thể sản xuất đầu máy xe lửa và thiết bị cho ngành công nghiệp đường sắt của toàn lục địa trong tương lai. Hầu hết các xe lửa sẽ được sử dụng để vận chuyển hàng hóa, đặc biệt là các mặt hàng có giá trị của Nam Phi. Đầu máy xe lửa đầu tiên sẽ được giao trong vòng 15 tháng, với phần còn lại sẽ đến trong vòng 3 năm sau đó.